tôi tiếc cho Osen. Sân si và trịch thượng, Ngọc Mai đánh mất nhiều tình cảm khán giả. Đó là lời nhận định từ họa sĩ nổi tiếng Hồng Hải, Chris Lê, với vai trò một khán giả lâu năm. Đã từng mến mộ giọng hát của nữ ca sĩ Ngọc Mai. Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, họa sĩ Hồng Hải đã thẳng thắn nêu quan điểm và bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Osen Ngọc Mai. Mở đầu bài chia sẻ, nam họa sĩ đã kể lại hành trình theo dõi chặng đường sự nghiệp của Ngọc Mai, cùng những nhận định ngày đầu mà anh từng dành cho nữ ca sĩ như sự nền nã, giọng hát đẹp, dịu dàng và niềm vui mừng khi Ngọc Mai giành chiến thắng trong một game show truyền hình, để từ đó bước sang tầm cao mới trong sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, hành trình đổi mới của Ngọc Mai bắt đầu chưa lâu, vị khán giả lâu năm đã cảm thấy tiếc nuối khi nhìn ra nhiều vấn đề phát sinh nơi Osen. Và bằng tình cảm mến mộ Ngọc Mai thuở khởi nghiệp, nam họa sĩ đã chia sẻ một cách thẳng thắn, chân tình năm khuyết điểm hiện tại của nữ ca sĩ. Từ giọng hát đến cách hành xử, đối đáp truyền thông thời gian qua. Tôi chỉ là một khán giả của Mai ở những phòng trà. Chục năm qua. Chỉ vậy thôi. Và tôi rất quý giọng hát cũng như phong cách Mai trước đây. Nên tôi mới lấy làm tiếc, họa sĩ Hồng Hải bộc bạch với Soundstar về quyết định đăng tải bài viết. Bài viết nhận định mang tính cá nhân của họa sĩ Hồng Hải nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, nội dung trên thu hút được gần 3.000 lượt tương tác và hơn 100 lượt chia sẻ. Họa sĩ Hồng Hải sinh năm 1979 ở Long An. Bên cạnh hội họa, anh còn viết văn và kinh doanh. Anh là tác giả của quyển sách nổi tiếng Thương Được Cứ Thương Đi. Xuất bản lần đầu vào năm 2016 và là một trong những sách bán chạy nhiều năm qua. Các bài viết với bút danh Chris Lê của anh được rất đông cộng đồng mạng yêu thích. Nguyên văn bài viết của họa sĩ Hồng Hải. Tôi tiếc cho Osen, Ngọc Mai. Biết em lâu lắm rồi, từ các phòng trà. Tôi đánh giá cao sự nền nã. Giọng hát đẹp và vững vàng. Hồi ấy, Mai tuy kỹ thuật thanh nhạc cao nhưng hát rất dịu dàng, nghe dễ chịu lắm. Sau thành công ở chương trình ca sĩ mặt nạ và trở thành một hiện tượng. Tôi mừng cho em. Mừng khi nghĩ em đã có được cơ hội bằng vàng để tỏa sáng, đúng với những gì em đáng phải nhận được bằng tài năng và niềm yêu nghệ của mình. Nhưng vài tháng trôi qua, trong tôi chỉ còn là thất vọng. Và nhận ra, việc Mai trở thành ngôi sao là không thể, hoàn toàn không thể. Bởi những lý do. 1. Mai hát thiếu cảm xúc. Không hiểu sao những cảm giác rung động trước một giọng hát đẹp tôi đã từng có được ở những phòng trà nho nhỏ ngày xưa. Giờ không còn nữa. Có lẽ khi đem cái học vị thạc sĩ ra chào khán giả, Mai phải cố gắng gồng lên khoe kỹ thuật càng nhiều càng tốt. Mai nên tự ý thức rằng kỹ thuật mình tốt nhưng chưa đạt đến đẳng thượng thừa. Thượng thừa là như Celine Dion, Lara Fabian, Whitney Houston. Ở tầm ấy, thứ họ cho khán giả thấy, tuyền là cảm xúc. Nên, đừng quá lạm dụng. 2. Mai không có bản hit của riêng mình. 3. Thật sự, âm sắc của Mai không ung kích. Như Mỹ Linh đã từng nhận xét giọng thế này, trong nhạc viện rất nhiều. 4. Mai thiếu cá tính âm nhạc. Trong cuộc thi, sự biến hóa, sự tắc kè hoa có thể là một lợi thế nhưng khi bước chân ra thị trường, bạn phải định hình thật rõ khán giả của mình là ai. Bằng không, sẽ hiếm ai ở lại lâu bền với bạn. 5. Ngọc Mai đã đánh mất rất nhiều tình cảm mà khán giả từng dành cho Osen. Con người nghệ sĩ mà Mai thể hiện sau cuộc thi đầy hằn học, hận thù và mong muốn trả đũa. Mai à, ngôi sao nào cũng từng không tỏa sáng. Và khi ấy, bị bóng tối hay hào quang của những ngôi sao khác che lấp, âu cũng lẽ thường. Nhưng khi vừa có chút danh phận với đời, em lại tung ra ngay những ẩn ức bao nhiêu năm qua và nhai đi nhai lại điệp khúc đã từng bị xúc phạm, tôi cho rằng hơi hẹp hòi. Em có biết nhìn em bây giờ rất hung dữ không? Đôi khi, tôi sợ. Mai sân si và trịch thượng. Sân si không biết vì lẽ gì nhưng trịch thượng có thể vì Mai quen mình là cô giáo. Quen nhìn xuống mà nói chuyện. Em có biết không, với một nghệ sĩ trình diễn, thứ quan trọng nhất không phải nhan sắc hay tài năng mà là tình thương của khán giả. Khi được khán giả thương, dù có kém xinh lại hay hát sa sút đi, họ vẫn thương. Và khi được nhiều người thương, em sẽ nổi tiếng. Đến hôm nay,
tôi lại thấy em đã đánh mất quá nhiều thiện cảm quý giá của công chúng. Đây chính là điều tôi tiếc nhất. Mai à, cố gắng định hình mình bằng một phong cách, một dòng nhạc nào đó, cố gắng tìm bài hit của riêng mình. Và quan trọng hơn hết thảy, bớt nói lại, chỉ nên hát thôi. Thị trường giải trí rất khắc nghiệt, và cơ hội không đến hai lần. Sinh năm 1979, họa sĩ Hồng Hải lớn lên ở Long An. Anh không chỉ là họa sĩ mà còn viết văn và kinh doanh. Anh là tác giả của quyển sách nổi tiếng Thương Được Cứ Thương Đi, xuất bản lần đầu vào năm 2016 và là một trong những sách bán chạy nhiều năm qua.